Em xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Ngọc Phi Audio. Và hôm nay em lại tiếp tục mang đến cho các bác một mẫu dây loa bình dân mà cái chất lượng của nó khá là hay cũng như là chất lượng luôn. Thì những bác nào mà muốn những cái dòng dây loa mà thiên về giải bass nhiều hơn thì đây là một cái sự lựa chọn em nghĩ là khá là tốt cho các bác. Thì nhìn bề ngoài của dây, nó có một cái màu bóng như thế này nhìn khá là đẹp. Thì cái chất lượng dây của sợi dây này thì nó khá là tốt, có thể các bác có thể âm sau tường, tránh trường hợp gãy gập dây. Đấy, thì em sẽ tước cho các bác xem cái loại dây cũng như là cái vỏ dây để cho các bác biết được cái chất lượng của nó như thế nào. Thì ở đây em sẽ tước cho các bác xem, các bác đợi một xíu. Thì những cái dòng dây thiên về lõi đồng thì nó sẽ như về bass nhiều hơn. Thì với những cái bass nào mà cần những cái bộ dây loa mà thiên về bass thì em nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác, vì những cái lõi đồng nó sẽ đánh những cái giải bass lên rất là hay. Đây, và sau khi em đã tước rồi thì các bác thấy cái lõi dây bên trong, cái vỏ của dây nó khá là dày dặn luôn. Đấy, khá là cứng cáp, các bác có thể bảo vệ được cái lõi dây bên trong cũng như là tránh trường hợp dập dây. Đấy, và tiếp đến của cái lõi dây này thì nó sẽ có một cái lớp giấy chống ẩm. Đấy, thì phù hợp cho những nào, cho các bác nào mà đi dây ở ngoài trời á, nó khá là tốt luôn. Thì ở trong đây nó sẽ bao gồm những cái lõi như là 2 sợi cao su để tránh trường hợp dập dây. Đấy, và trong đây nó sẽ có 2 cái lõi, thì một lõi nó rơi vào tầm khoảng 2 ly. Đây, em sẽ tước cho các bác xem. Đấy, thì như các bác thấy cái lõi dây đồng của nó khá là sáng và khá là nhiễu luôn, nó sẽ đánh chi tiết hơn nhưng mà nó thiên về giải bass nhiều hơn, dành cho những các bác mà có thể về để thay thế những cái bộ dây loa gia đình mà để dành để nghe nhạc. Đấy, thì những cái sợi của nó sẽ đang hình từng cuộn như thế này. Đấy, thì một lõi của nó cũng rơi tầm khoảng 2 ly hoặc 1,5 ly. Đấy, và khi các bác về làm hình bỏ thì bên em sẽ bỏ đi những cái sợi dây ở đây để chia âm dương để cho các bác dễ phân biệt. Đấy, và hiện tại 1 mét sợi dây này thì như các bác biết thì những cái sợi dây này thì bên dây của nó sẽ không hề có chữ, nhưng mà cái chất lượng của nó thì không phải bàn rồi. Thì 1 mét dây hiện tại bên em đang có giá là 65.000 cho 1 mét. Thì các bác có thể yêu cầu bên em làm thành bộ phân biệt âm dương để cho các bác về chỉ việc cắm vào là nghe thôi. Thì những cái dòng dây này phù hợp cho những cái dàn gia đình. Các bác có thể sử dụng những cái bộ dây này để thay thế những cái bộ dây loa ở nhà đã cũ, hoặc là có muốn nâng cấp lên thì bên em sẽ hỗ trợ các bác làm thành bộ. Thì các bác có thể kết bạn số Zalo với em là 0935980281, hoặc là mọi thông tin chi tiết bên em sẽ để ở phần mô tả. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.